mình sẽ đi dạo một vòng quanh chợ đêm của Phú Quốc. Đây là mình bắt đầu đi từ đường Trần Hưng Đạo quẹo xuống đây này các bạn. Ở đây ngày xưa đây là cái đường chợ đêm, nhưng mà hiện giờ thì sau khi làm cái khách sạn Seashell này nè thì hiện giờ đã giải tỏa rồi một chút. Thì ở đây là mình đi cái đường cũ cho các bạn coi, nhưng mà một chút nữa thì mình sẽ đi qua cái đường mới nha, cái chợ đêm. Còn đây là cái nơi cũ để mà chúng ta biết cái đường chợ đêm ngày xưa như thế nào. Đây là cái khách sạn Seashell, giống như là tên của tập đoàn về dầu khí Mỹ hay Anh gì đó, mình cũng không nhớ rõ. Rồi, okay. Chúng ta mời các bạn sẽ đi xuống chợ đêm hiện tại. Đi ra bên chợ đêm của Vĩnh Phúc để coi buổi tối sẽ nhộn nhịp như thế nào. Thông minh mà theo đường đi tắm thì đỡ thông minh. Tại sao phải giúp cho cha mẹ ông bà không chùa? Đây là đình bà Thủy Long này các bạn. Đây là nhìn từ phía dưới cầu qua bên phía bên kia. Là bến tàu hay đi. Thôi đừng chụp anh em. Những chụp hình con ngại lắm chú ơi. Cùng đi ra chỗ Vĩnh Cậu mà ra cái chỗ mà vừa lăn cái đường đi ra ngoài hơi xa để mà ngắm nhìn nhé. Ở đây có rất nhiều cái hoạt động như là mua bán. Bên xa xa thì có cái tàu đang câu các bạn đưa khách đi câu mực chẳng hạn. Có ở đây hoạt động rất là hấp dẫn. Sau đây thì chúng ta cùng đi lên Vĩnh Cậu.
rồi da đen cúng quá. Đây là phía trên những cầu. Các đồ chơi luôn này chẳng hạn. Chút nữa mình sẽ đi xuống dưới. Đây là nhìn từ phía dưới cầu xuống dưới này. Đây là ngọn hải đăng ở dưới cầu. Rồi sau đây mình sẽ đi xuống dưới, tại vì giờ này hết giờ rồi. Đây là nhìn từ vĩnh cầu qua chỗ khách sạn Sea Steel. Sau đây thì chúng ta cùng đi đi kè lắng biển, đường kè thôi chứ không phải là đường lắng biển. Ở chỗ dính cầu đi ra các bạn xem các hoạt động đang diễn ra tại đây nhé. Thank you.
Đây cũng là địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Các bạn thấy hay thì vui lòng đăng ký kênh, subscribe kênh của mình ở phía dưới nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Là sẽ đi giờ đi của quốc là từ cầu đường Bình Đằng á, gần cầu chợ thì chúng ta từ trái đi vô thì sẽ tới là giờ đi của quốc. Ở đây thì có bán rất là nhiều đồ, đặc biệt là các ngọc trai đồ mỹ nghệ thì ở đây rất là phong phú. Ở đây có những cái dạy ngọc trai. Bữa nay thì mình đi chủ yếu là đi chợ đêm nên mình chỉ quay những cái chợ đêm thôi. Ngày xưa thì chợ đêm nó nằm trên ngay cái đường Bạch Đằng, đường Trần Hưng Đạo, rồi xuống ngay cái khách sạn Si Siêu á, nhưng mà hiện giờ nó đã dời qua đây rồi. Đặt xong phát cảnh quay. Thank you. Thank you.
Quốc Night Market, là chợ đêm của Phú Quốc. Ở đây có nhà vệ sinh nữa này các bạn. Các bạn cứ yên tâm, khi mà có vấn đề gì xảy ra thì chúng ta cứ ghé đây. Đây là ban quản lý chợ đêm Phú Quốc. Tên của mình là ai đó, chứ Hạnh là tên của chồng, chữ Phúc là tên của vợ. Thì mình lấy cái mới đó, mình sẽ làm tên hai vợ chồng của mình lên. Để thí dụ nè, có khúc trên đây nè, những cái cổ lớn hơn em sẽ phải em làm ra cái chữ Hạnh Phúc hoặc chữ Phú Quốc. Phú Quốc là tại vì nhiều người ta đi Phú Quốc, người ta phát chữ Phú Quốc lên. Đây có muối tiêu, tiêu của Phú Quốc thì rất là nổi tiếng, và đặc sản đó là nước mắm Phú Quốc. Ở đây có các nhà phố như là Khải Hoàng, Khải Hoàng mình nhớ là Khải Hoàng, còn gì nữa ta, lâu quá rồi. Đây chủ yếu là khu ẩm thực, hải sản nuôi sông. Đây là cua biển. Con này con gì mình cũng không biết luôn. Đây cua biển. Anh, con này là con gì vậy ta? Gẹ hả? Dạ. Đây là gẹ. Ôi, nhìn không có gà được. Đây là tôm hùm của Quốc. Con này không biết con gì đâu. Tôm hùm này các bạn. Đây là cò, cò lông, cò quýt chứ. Đây là trái cây. Cái năm qua anh ơi.
Cái chợ củi phải dừng. Các bạn về cũng xuống tới này luôn các bạn. Không có. Không ai cũng nói ok đó. Sắp có. Các bạn nữ có ghé thăm hàng gian hàng này thì ok nè các bạn. Ăn ở đây rồi. Kệ em chỉ đây luôn. Mua một đi. Cảm ơn các bạn. Trời cũng đang sắp mưa rồi, mình chắc cũng phải quay về đây mà mình cũng đã đi xuống hết rồi. Khu chợ đêm này, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn nha. Thấy hay thì vui lòng subscribe đăng ký kênh của mình nhé để ủng hộ mình. Còn một lần nữa cảm ơn các bạn.